Thưa quý vị, ngày hôm qua thì một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khi một chiếc xế hộp đang lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng từ quận Thủ Đức về Tân Sân Bay Tân Sơn Nhất thì bất ngờ lại lao lên vỉa hè và tông thẳng vào tiệm sửa xe, và rất may là tất cả những người trong tiệm đã kịp chạy thoát. Theo đó, vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm qua, một người đàn ông 62 tuổi ngụ tại quận 1 điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 51G48236. Khi còn cách giao lộ Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cưng khoảng 300m thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xe ô tô 4 chỗ bị mất lái, lao lên lề đường tông gãy cây xanh, sau đó tông thẳng vào xe khác đang sửa chữa trong tiệm. Nhiều người đang ở trong tiệm sửa xe hoảng hốt tháo chạy thục mạng. May mắn là hai túi khí trong ô tô bung ra kịp thời nên tài xế chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe hư hỏng nặng, kính vỡ tung tóe. Bước đầu tài xế tường trình do xe bị mất lái. Hiện công an quận Thủ Đức đang điều tra để làm rõ vụ việc.